Một map của Global Starcraft 2 League. Đây là map gì? Map gì? Đoán thử xem. Vâng, Banshee Beach. Trận PvP giữa Dark Templar và Stalker. Trong event ngày thứ tư ngày 28 tháng 3, chỉ hôm nay đã 28 tháng 3 rồi, chỉ vài ngày nữa thôi là đến một vài ngày nữa thôi là đến mùng 1 tháng 4. Ở trong ngày mùng 1 tháng 4 thì không biết là anh Phai Silver có book phép hay không, nhưng anh đã có thông báo là sẽ công bố website của chúng ta, một trận PvP trên Banshee Beach. Hai game thủ đang báo cáo delay. Ta cùng kiểm tra lại một chút thì ta sẽ tắt cái này đi, tắt hết đi. Có lẽ không còn gì nữa để tắt rồi. Hai bên đều đang đi check bằng một con probe đầu tiên của mình. Hai bên cũng ăn gas rất cùng lúc. Có lẽ là hai game thủ Protoss rất cứng tay đây. Vâng, vừa mới sáng lên một cái thì trời lại tối. Protoss của Dark Templar đã sang đến gần đến nơi rồi. Và Protoss của Stalker cũng vậy. Rất tiếc gặp con probe này của Dark Templar lại không có kỹ năng tàng hình. Còn con probe này lại không có kỹ năng blink. Cybernetic Core và Pylon hai bên đang rất giống nhau. Timing đều rất bằng nhau. Gà thứ hai được đặt xuống. Ồ, không phải là anh ấy ăn trộm gà đâu ạ. Stalker tiến hành ăn trộm gà và không biết là Dark Templar có đáp trả hay không. Zealot thứ nhất, Zealot thứ nhất anh em ra live vào con NTPD, tức là con tôm này. Tôi không biết nó là con gì, có lẽ là con rết. Gà thứ hai đã hoàn thành, được ăn trộm gà đã hoàn thành khá là sớm sủa. Và một probe đang ở trong nhà của Dark Templar là của Stalker, còn probe của Dark Templar lại đang ở phía ngoài. Một con Zealot của Dark Templar đang đi check nhưng đã không tìm thấy, và nó sẽ quay lại tấn công phá cái nhà ga này. Việc dùng một con thực xây nhà ga này cũng rất là tốt, khiến cho đối thủ không thể kiểm soát Senna Tower được mà phải dồn quân vào phá cái nhà ga này. Hiện ở nhà mình thì Stalker đã ăn ga thứ hai. Nhà Robotic được xây, Robotic Facility. Không có một pylon proxy nào hết, sẽ là forget. Dark Templar sẽ đánh forget và từ tầm nhìn của mình thì Stalker không thấy điều này và vẫn còn probe lại một lần ăn trộm ga đấy các bạn. Stalker lần này sẽ tiêu diệt được con probe này rồi. Hiện có một Zealot Stalker, Senna's Tower, probe đã bị tiêu diệt. Và một lần nữa Dark Templar bị con tên trong main bay của mình. Không biết là không cancel các bạn. Forget nhưng mà lại không được push. Stalker của Stalker. Như vậy là đã không thấy cái boxing pylon này rồi. Không biết anh ấy có Dark Templar có ăn gà không, anh đã ăn gà rồi. Hiện mineral anh ấy đang thừa rất nhiều. Warp đã có, anh đã có warp được unit đầu tiên vào đây không? Robo sắp hoàn thành con Immortal rồi. Và với Sentry Immortal có lẽ là không forget tấn công được rồi. Anh ấy đã warp in unit ở nhà.
hai Stalker tấn công một Sanawa Tower và ba Stalker một Zealot tấn công một Sanawa Tower còn lại, và rất có thể là sẽ bị tiêu diệt hết. Zealot sẽ bị tiêu diệt thôi các bạn, Stalker thì chưa chắc. Immortal đã hạ được đạn vào vâng chết lẻ hai con Stalker, rất là đáng tiếc. Chỉ còn ba hai Zealot ở warp in với Immortal Sentry như thế này có lẽ là nhưng Stalker lại đang định đặt vâng một cái proxy pylon. Zealot đang lao vào và đã tiêu diệt được rồi, chỉ còn một Immortal thôi các bạn. Rất tiếc là vừa xong anh ấy không warp in unit mà lại xây cái Nexus Profile Immortal, nhưng lại Immortal không bắn vào Stalker mà lại tấn công vào Zealot. Có lẽ là good game rồi chăng? Ồ không, Broke kéo ra phòng thủ và có lẽ sẽ phòng thủ được. Chỉ còn Zealot mà thôi, Zealot đang tấn công Sentry. Ô, toàn bộ Broke của Stalker đã bị tiêu diệt thôi các bạn. Và có lẽ sẽ phải good game đây. Immortal vẫn còn sống nhưng không phải là vấn đề, chỉ còn 7 probe mà thôi. Và 6 trong 7 probe này đang ăn gà. Và bây giờ thì Nut Templar đã expand một pha Forgate khá chuẩn. 2 Immortal, 3 Stalker và 2 Sentry sẽ có một đợt phản công chăng? Stargate thưa các bạn, Stargate chuẩn bị đặt xuống. Tiền của stock của DT đang xuống rất là thấp. Không biết anh ấy liệu có phòng thủ được đợt phản công này hay không, khi mà tới 2 motor có thể bắn Stalker rất là nhanh. Và Nexus đang bị tấn công. Fogfield mới chỉ có 2 Fogfield. Vâng, đã chặn lại rồi. Và cái Nexus đã bị được cancel đi rồi. Ồ, nhưng Stalker lại lùi về. Không quyết đoán như thế này rất dễ thất bại. Thưa các bạn, chúng ta cùng check army supply thì vừa xong, Stalker hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ với Army Supply ngang bằng và 2 Immortal lợi thế. Nhưng hiện tại thì nếu mà macro tiếp với probe thấp như thế này thì có lẽ là anh ấy sẽ tự chuốc lấy thất bại cho bản thân. Một Observer của Stalker đi theo đối thủ, còn về phía mình chỉ có Phoenix mà thôi. Phoenix có lẽ sẽ nâng con Immortal này lên. Phoenix tấn công ngay bây giờ, anh ấy lên warp in unit ở phía dưới. Vâng, anh ấy warp 4 Zealot rồi. Stalker lại phóc phiêu chặn chính mình lại mà chưa hề combat nổ ra. Hai Phoenix đủ nâng hai Immortal rồi, và chỉ có từng này unit, liệu nếu mà focus vào hai Phoenix thì quân bộ sẽ bị tiêu diệt hết. Nói chung sẽ rất khó khăn đấy các bạn. Hai Phoenix lại một lần nữa fog field. Số energy không còn cho Stalker nữa rồi, cho Sentry của Stalker nữa rồi. Vâng, rất khó cast trong một trận đấu mà fake tên như thế này. Ba Stalker nữa. Tôi mã nổ ra ba Stalker này lên được. Vâng, tới ba con Phoenix đã nâng một Immortal lên. Immortal đang bị focus. Stalker lại lùi về. Không quyết đoán thế nào, không quyết đoán như vậy anh ấy sẽ mất hết Immortal ngay. Như tôi nói thì cứ macro up thì vừa nãy chênh lệch supply chỉ có 3 mà thôi, còn bây giờ chênh lệch đã lên tới 13 rồi. Fogfield rất là đẹp mắt từ phía Stalker, nhưng không đủ lượng Stalker thấp thì không làm gì được. Hiện có một cái điểm chốc point nhỏ.
Immortal lại một lần nữa bị nâng lên chăng? Không, à vâng, đã nâng lên rồi. Phoenix 2 và Phoenix đằng sau đã không làm gì cả. Số lượng Zealot đang rất lớn cho Stalker rồi các bạn. Và tuy nhiên Immortal đã bị tiêu diệt. Stalker sẽ nướng hết Zealot. Stalker của Stalker không đủ các bạn. Rất ít, không đủ focus vào Phoenix. Phoenix nên cần đem vào nâng tiếp. Nhưng không cần rồi. Macro của các Templar đã lên hẳn. Stalker đã phải lui về, một Immortal đã xuất hiện. Hai Phoenix được đem ra ngay. Được cần được đem ra ngay. Ô không. Không, không, không. Em mất không. Một Phoenix. Một đợt phản công sau khi reinforce. Nhất định sẽ nâng lên. Vâng, khi nâng lên nhưng lại bị focus. Ô không focus, chỉ có một máu. Chỉ có một máu. Vâng, cuối cùng bị tiêu diệt nhưng chỉ bị tiêu diệt sau khi motor bị bắn tan nát. Rất là tiếc. Nick chỉ còn một máu. Good game, Stalker lại chấp nhận thất bại. Game thứ nhất thắng thuộc về Dark Templar. Game 2 diễn ra trên Tandarim Ulta phiên bản MLG. Ở mức độ đồ họa medium thì pylon rất là xấu, biết ở cao hơn thì nó có đẹp hơn hay không. Cả hai bên đều đem probe đi scout. Hai bên lại nhìn thấy nhau thưa các bạn. Vâng, thậm chí còn ô không bắt tay. Probe của Dark Templar đã phải hít khói. Nhưng bây giờ hai bên mỗi người một ngả hạ. Rất là tiếc. Tại sao không kết bạn? Xem tích co của cả hai bên đặt xuống cùng lúc.
Và trong cái map Tanarim này thì quyết định sử dụng con probe discount này như thế nào cũng sẽ rất quan trọng. Stalker liệu có ăn cắp ga tiếp hay không? Lại cùng đợi xem. Hai bên đều đang giữ energy trên Nexus để dành cho Warp Gate Research. Con Root này. Ồ không, anh có Root Stalker trước. Về phía mình thì Dark Templar lại robot Warp Gate Research ga được ăn trộm. Stalker sắp xuất hiện cho cả hai bên. Hai Stalker và như vậy sẽ forget cách chủ động tấn công cho về phía Stalker. Còn Dark Templar chúng ta cùng đợi xem. Và bây giờ thì hai Stalker nữa cũng được Dark Templar đang trên dao, một trong số đó đang được Chronoboost. Twilight Castle cho phía Stalker. Như vậy số lượng Stalker cả hai bên hiện đang là 2 cho Stalker, sắp là 3 cho Dark Templar. Một Stalker của Stalker đã bị lùa bởi 3 Stalker của Dark Templar. Và ga vẫn chưa phá thôi các bạn. Blink được nâng cấp ở nhà Stalker. Chúng ta có thể thấy là cả hai bên Probe vẫn còn sống và chưa có một Proxy Pylon nào. Như vậy không có một pha chủ động tấn công nào chăng? Vẫn chưa có, cả hai bên đều đã hoàn thành Warp Gate Research. Nắp Tembra liệu có tấn công? Anh ấy sẽ xây pylon ở đây chăng? Probe này sẽ bị chặn giữa đường bởi con Stalker. Ở không, Stalker lại không để ý. Pylon được đặt xuống nữa các bạn. Pylon nữa sẽ được ném vào phía trong không? Nhưng tới 3 Stalker nữa lại đang ở nhà. Và anh ấy qua pin unit nhà và anh ấy phải cancel cái con này. Không, anh không cancel. Một pha vứt 50 mr của probe và 100 mr đi rất lãng phí. Blink, Stalker đã hoàn thành blink cho Stalker của mình và anh ấy đã thấy 7 Stalker của Dark Templar qua vision của pylon này. Dark Templar lại đang expand và cái ga vẫn chưa thèm được phá thưa các bạn. Chỉ có 7 Stalker không có green fog thì không biết là có làm ăn được gì hay không. Stalker của Stalker là 8 và đã có blink, đang focus được một con Stalker rồi. Stalker thứ hai có lẽ sẽ blink là tiêu diệt tiếp. Và chỉ có 5 Stalker cho Dark Templar và anh ấy bây giờ sẽ pylon để đi fog. 3 Stalker nữa. Stalker đã có một T-Lot ở vị trí này, có lẽ là đi Harad. Trong khi combat nổ ra ở phía nhà Stalker thì anh ấy sẽ cho Z-Lot vào Harad. Nature sắp hoàn thành. Nhưng với quân đội như thế này có lẽ rất khó phòng thủ. Dark Templar đang xây Robo Facility mới chỉ được một nửa. Hai Z-Lot đang phá Simulator tức là nhà ga. Một Stalker Demi Scout sẽ bị focus và ôi Blink. Dark Templar đã phải lùi về để đợi Robotic Facility. Facility chứ không phải Facility. 12 Stalker với 1 Zealot sẽ tấn công vào với Blink. Thêm 3 Stalker nữa. Vừa có một công trình gì vừa được xây đã bị phá rất là lãng phí như rồi cho Dark Templar và anh ấy đang phải warp Zealot. Rất là thất bại rồi. Nhưng mà cái Nexus này chắc chắn sẽ bị nổ. Thêm Stalker nữa thôi. Nexus đã bị phá. Stalker Blink lùi thôi ạ. Không, Blink lùi từng con một.
Số lượng stopper đang rất đông đảo. Vâng, Blink dùng tất cả để chạy khỏi tầm chém của Zeno. Số lượng stalker cho stalker là 16, còn số lượng stalker cho Dark Templar là 5, Zilot là 8. Một Immortal đang cũng bút ra. Nó sẽ là một ô. Vâng, Pylon một lần nữa xây và mất không 150 ml và một probe và một coi Pylon. Vẫn là 16 stalker. Ở nhà mình stalker đã expand. Một lần nữa combat nổ ra, stalker lại một lần nữa sau khi tiêu diệt được khá unit của đối thủ đã lùi về. Không biết anh có nhìn ra con Immortal với rất nhiều probe đi theo này hay không. Rất khó chịu thôi các bạn. Ở vị trí này hoàn toàn stalker có thể blink vào nhà đối thủ. Vừa xong anh ấy vẫn chưa mất con stalker này. Chỉ còn 8 tiết cho một con stalker này. Không biết là anh hùng nào hắn lên sư bạc ở đây. Anh ấy phá đá cho đối thủ. Nhà mình một pylon được Dark Templar xây xuống. Và có lẽ pylon này sẽ hoàn thành và sẽ có một đợt warp in unit ở nhà đối phương chăng. Dark Templar sẽ tấn công. Nhưng Stalker của Stalker đã move vào rồi. Và One Bay ở trong này có tới 2 Immortal nhưng không việc gì Stalker phải sợ cả. Quân của đối thủ đã tấn công rồi, anh ấy cần move vào ngay. Ô, anh ấy đã có 4 DT. 4 DT này sẽ bảo đảm chiến thắng cho anh ấy. 2 Immortal refocus. Số lượng Stalker chỉ còn 14 DT thôi các bạn, DT thoải mái mà chém thôi. Good game. Dark Templar sau khi biết đối thủ có DT đã phải good game. Chúng ta sẽ tiến vào game thứ 3 trên map GSL DAI dài BREAK. Có lẽ là mini chung kết giữa hai game thủ này. Đây là game thứ 3, hai bên đang hòa một đều. Trên map GSL Daybreak, anh taxi đang lựa chọn mua một cái máy tính 20 triệu. Theo tôi thấy thì anh ấy nên chọn cái mainboard này. Ông mạch chủ ở đây nhìn rất là hầm hố. Và kim loại ở trên này thì bị núc xuống, chỉ bị đen xì một chút rồi lại hòa hồi lại. Anh ấy hoàn toàn có thể lựa chọn vô mặt chủ này. Mainboard CSL Direct. Probe của Stalker đi lòng vòng để ngăn ngừa Cannon Blood chăng? Và nó còn đang đi check cả những vị trí có thể proxy.
Tôi cũng đã từng thấy nhiều game thủ dùng probe để block semantic core của đối phương, nhìn rất là thú vị. Gà được đặt Templar, một bên gà của Stalker bị đặt Templar ăn trộm. Ở nhà mình đặt Templar ăn hai gà semantic core, cả hai bên sắp hoàn thành. Không biết với hai gà thì đặt Templar sẽ làm gì. Một gà anh ấy chỉ có một probe ăn thôi. Stalker đã dở trò ăn cắp gà hai lần, lần này anh bị counter lại bằng chính trò này, không biết anh sẽ làm gì. Anh đem Zilot ra phá cái Assimilator. Probe của hai bên đang kiểm soát Senaga Tower về phía đối phương, về nhà đối phương hơn. Chúng ta có thể thấy robot đã được xây dựa trên hai gà của Templar và Robo hoàn thành, không biết anh ấy sẽ xây probe trước chăng? À, observer trước chăng? Forget cho Stalker. Bị ăn cắp gà thì có lẽ là cũng không có nhiều lựa chọn chăng? Và cái Assimilator của đối phương đã bị phá, Stalker liệu có xây đè lên. Observer được xây ra trước. Forget còn lâu mới hoàn thành cho anh ấy. Còn Stalker đã hoàn thành Warp Reserve của mình rồi. Anh ấy còn tới 20 giây nữa. Nhưng bây giờ có lẽ là Stalker đã hit rồi. Cái đợt tấn công này sẽ có một Zealot và một Stalker. Pylon. Stalker của Dark Templar đã có một hit vào Pylon trước. Đánh nhau trực diện như vậy, Stalker của Stalker sẽ giành được chiến thắng. Nhưng Stalker của đối thủ không vâng một đợt warp in, như vậy là sẽ phải good game. Các Templar đã chấp nhận thất bại 2-1 cho Stalker.